Chứ Hùng phải thấm cho nước Việt những cái năm thời đó, thời Nguyễn Chí Vịnh, thời những ông khác, thì Hùng phải thấm cho một người có chân mệnh cao để mà giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Là do cho Hùng thấm. Tại vì trong đó ai biết từ Thánh Phạm, Hùng là người uyển chuyển mà. Hùng xin được, Hùng có thể phạt được. Phạt mà không phải là Hùng phạt, mấy ông tướng phạt. Nhưng mà ngày nào dù cũng thắng, thằng này nó bán dân bán nước quá. Đại khái thì kinh nghiệm mẫu có thời từ đó. Rồi khi mà bên Tàu họ biết cha biết mẹ, rồi đến khi mà họ qua bên Việt Nam dịch ra tiếng Việt, dịch cái tiếng Việt, thì từ đó thần Tú á ra đạo Phật, thì mới xỉa xói cha mẹ. Tại vì cha là chánh, tà chánh với tà mà. Phật Thích Ca nói thời mạt pháp con của ma quỷ nó lên nó lộng hành, thì từ đó người ta không có biết về cha về mẹ nhiều. Cho tới ngày hôm nay phụ lên tiếng nói để cho họ biết. Mẹ đã nói về cái thời tận thế chúng ta, kinh nghiệm mẫu là nói về tận thế chúng ta là cách đây hàng nghìn nghìn năm rồi. Sư phụ đã được đặt để vào vị trí này là từ thời Phật Thích Ca rồi. Ngài đã ấn ký với sư phụ rồi. Thời Phật Thích Ca tại thế cũng có mặt sư phụ mà. Trong lúc làm trà tỳ của Phật là sư phụ đứng đó mà. Chỉ là mang thân người thôi. Rồi tới đây bây giờ sư phụ cũng mang thân người. Chứ không phải là một cái chuyện mà vừa mới mấy ngày mấy năm mà ở trên sắp xếp kịp đâu, không có đúng, không phải. Cho nên những gì sư phụ nói thì là giống như một cuốn phim đi trước một chút để nhắc tù, để cho mọi người có thời gian chuẩn bị. Đó là lòng từ bi sư phụ, đó là lộ cơ. Chứ còn cuốn phim nó chiếu là vẫn chiếu. Bây giờ vào cho Việt Nam á, bắt chồng có chết thật chết giả, hay là ông thủ tướng này lên thật giả, và Việt Nam ngày mai có thay đổi kiểu nào đi nữa, giải tán đảng cộng sản đi nữa, nhưng mà đến lúc phải ra đi, phải giao nước Việt lại cho con trời thì phải giao ra. Không có thay đổi được, con có hiểu không? Còn những người mà nghĩ mình thay đổi được đó là chống trời, thì là mất đi cái duyên đời này, là ở trên gọi là thu cái hồn lại đó, về để nhận tội. Nhận tội là không biết bị gì đó. Có thể là tội địa ngục, vô gián là tội nhẹ. Vô gián tức là tỷ tỷ năm với địa ngục. Cứ trời đi không ai thay đổi được. Tại vì ở trên á, cứ cho trái đất mình giống như một cái mảnh ruộng. Mùa này trồng ngô, mùa sau trồng bắp, mùa tới trồng dưa hấu, mùa nọ trồng cây xoài đại khái. Thì trái đất chúng ta như vậy, đến ngày đến giờ phải thay đổi thì là thay đổi một lượt. Chỉ có cái thời nay là cái thời cực kỳ bi kịch, gọi là hạ quân, mà từ thấp thấp nhất tận cùng của xã hội, không còn biết cha biết mẹ là ai, không còn biết kinh địa mẫu là ai, mà trở thành thượng thượng quân á, để con người sống nhân hòa, để sau này nhân loại không còn ganh giới, không còn sự dị biệt, không còn sự kỳ thị giữa Mỹ đen Mỹ trắng, không còn Việt Nam và Mỹ, chứ phải đang bị kỳ thị đúng không? Thì sẽ không còn cái kỳ thị nữa. Đạo cũng vậy, chỉ có đạo Thiên Tâm là đạo của Thượng Đế duy nhất, được cha ấn chứng và thống nhất tất cả các đạo. Không có cái đạo nào mà đi giết người rồi nói cha thưởng. Cha là Phật, cha đâu có kêu xuống đây giết người đâu. Con thấy nhiều hay là không có đúng luật nhân quả rồi. Còn bên đạo Công giáo không có, con người mình rõ ràng có linh hồn. Tất cả mấy ông cha, tất cả Đức Giáo Hoàng cũng đều biết có linh hồn. Vì tại sao không có tin là có cái nghiệp quả? Mình làm gì mình phải lãnh cái tội đó. Ở đời con đi ăn cướp, con phải ở tù. Thì chuyện của chúng ta mỗi ngày làm, xuống đây đi học mà con không làm bài thì con bị điểm xấu, điểm ép là chuyện bình thường thôi. Không có cái chuyện mà cha mà cứ tha hoài. Nhưng thật sự có, họ đúng một phần, mà lâu lâu thôi. Chỉ có chính vẫn là chúng ta tự lực, tự đốt đuốc đi, bi chí dũng, là chúng ta phải tự sám hối và bớt làm tội lỗi, thì cha mới thấy lỗi. Chứ giờ lỗi tùm lum hết, năm nào cũng lỗi, năm nào cũng về Thiên Long Sơn để mà lại sám hối, rồi mong cha xóa.
cha không có xóa nổi đâu, còn chú nói thiệt á, chút chút thì ok rồi. Bữa đó tôi mánh mung cái số tiền này vô túi của con mà làm cho người khác đau lòng không đúng. Con chuột thiên linh cá về, con bỏ tiệm neo của con bùa ngải để mà câu khách. Nhưng mà hôm nay tiệm con nó ế quá, là tự vì con ma nó bỏ đi thì ế. Người qua rồi chạy tới ông cậu này ông kia để là để chuột bùa chuột ngải vô tiệm mình nữa. Cứ thế mà làm tội như vậy, con nghĩ cha tao. Con ma nó có thể làm tiệm con đắt 3 tháng, nhưng mà khi nó bỏ đi nó làm tiệm con bằng phá giảng á. Con muốn cái nào mình phải tự lực, con hiểu không? Chứ phụ có thể giúp được giết trên cái đồng tiền để mà đem về chỗ cái tiệm con. Ok, cái này là thái tử giết cái thơ, cái thơ đi, cái thơ để mà giới thiệu vậy đó. Giúp đứa đệ tử này của tôi nghe, nó phải có thật nó mới giật được đạo. Nó không có tiền mua vé bay làm sao mà về lại được cha được mẹ, đại khái thì phụ giúp chút chút, nhưng mà phải nhờ ông thổ địa thì là tránh, mình đi đường tránh. Có nhiều người muốn đi đường tà, cứ đi chuột bùa chuột ngã treo đậy trong tiệm mà cái dụ khách, rồi đến lúc mà cái ông thầy đó hey, hết hạn rồi thâu cái vong hồn đó lại, tại thiên linh cá nó xài ma mà con ma không còn đứng ở trước cửa để kéo chân người ta vô nữa, thì lúc đó cái tiệm ế. Ê, cái bà chủ tiệm đi kiếm ông cậu này ông nọ nữa để đi chuột bùa chuột ngải nữa, rồi bắt đầu đưa 5.000, 10.000, rồi bắt đầu đắt lại mấy ngày nội mà cái tiền cho ông đó no bụng thôi á. Ông ngọn cũng cười nói đồ ngu, tao chỉ mướn ông ma này, tao chỉ cho có mấy cái đầu heo với mấy con gà nó ăn thôi, nó tới nó đứng trước cửa nó kéo chân vô có mấy ngày tao được 5-7.000, giờ tao đi tiệm khác ông chỉ có một con thôi đúng không. Bắt đầu tiệm khác mướn, bắt đầu kéo con ma đi chỗ khác, tiệm ế lại chưa không. Rồi nó mang cái đầu khùng khờ đi về tiệm Long Sơn. Chú Hồ ơi, con xin chút điểm. Tối ngày thù thấy có mấy đệ tử như vậy đó, mà khi thù giải thích thì không có chịu nghe. Suy nghĩ đi, ai đúng ai sai. Họ tin chúng ta đứa nào mặt cũng phải sáng sủa, tinh tấn, lúc nào cũng motivate, cũng phải nghĩ. Nội mà cái áo dài thôi cũng không chịu mua 10 đồng để mặc nữa thì làm sao mà mình có cuộc sống vui. Chỉ có 3 ngày Tết thôi, đứa nào mà đổi áo nhiều là tôi cũng biết đứa đầu óc tinh tấn rồi. Tới vì mình vui, chồng mình vui, con mình vui, má mình vui, ba mình vui, chị em mình thấy mình mặc là họ vui là mình có phước. Nhưng mà cái lòng của mình cũng vui. Chưa tích lên phim ảnh rồi ca mấy bài xuân cho cả thế giới vui, con tạo biết bao nhiêu công đức khi mua cái áo dài của 10 đồng, có đáng gì đâu. Có nhiều đứa đệ tử vô thấy tới đây ngồi sau lưng rồi đúng không, vô mặc áo dài cũng không chịu lên đây để mà vô hình đó. Thế có là bị gì, chắc muốn theo họ thích rồi đó. Thích nè, vô đây có 3 bước nè, cà gô cà gặp nè. Họ thiên chúng ta là phải năng động nè con, đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo. Ngày hôm qua sư phụ đọc kinh ngồi thiền 2 tuần lễ, trong đó mấy con làm nổi không? À, ăn chay ngồi thiền đọc kinh lại từ sáng tới chiều, bây giờ đứa nào gỡ đùi sư phụ nó cứng như đá vậy. Lại cho Putin nè, lại cho Uẩn, lại cho Tập. Mày đừng có tấn công Đài Loan nha, mày tấn công Đài Loan là tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, nó nẻ lên đó là nước Việt tao ngồi gần cũng hưởng khói lây là cũng bị chất phóng xạ phải không. Trời ơi, giờ cái đuổi cứng vậy. Kinh Địa Mẫu có 1.000 năm rồi không, mẹ nói về cái thời này chúng ta. Tại sao lúc mà sư phụ lập ra Kinh Địa Mẫu, đâu phải sư phụ lập, nhiều người nói ông này hay sửa kinh Địa Mẫu của Việt Nam người ta dày. Mẹ nói lời của mẹ thiệt á, chỉ có 30-20% thôi. Thì mắm thì muối, mẹ nào mà mẹ là mẹ của tất cả các Phật từ bi. Mẹ đâu có phạt thưởng ai hành tiêu tổ gì đâu, mà kiểu ông thầy Thích Trúc Thế Minh ổng hay xuyên tạc mẹ mình á. Ổng có cái clip ông chửi mẹ mình nát như tương á con, ông thầy Thích Trúc Thế Minh á. Con về con coi lại đi, biết ông có lấy xuống chưa. Ổng không hiểu, nhưng mà đừng có nói không hiểu là không có tội nghe. Mặc áo vàng mà lên trên đài mà giảng pháp mà xuyên tạc mẹ mình, thưa bộ có coi à, thưa bộ đang còn giữ nha kìa.
mấy ông nào làm cái gì với sư phụ giữ đốt cơm anh là hết. Tại sư phụ lên đây nói mấy sau này mấy ông nói chứng. Ê, cái mặt của vua lên hình này nó, các con có quyền thâu sư phụ những lời sư phụ nói. Gần 280 cái clip nói chàng gia này hãy các con có quyền thâu lại hết. Sau này sư phụ làm sai các con cứ đưa ra đối chiếu, phụ chấp luôn á. Tại sư phụ nói bằng cái tâm mà, đâu có nói dối đâu. Khi nào sư phụ chế ra sư phụ mới sợ. Kinh Địa Mẫu mới của mình Thiên Tâm mẹ bỏ vô là để cho nhắc lại là có cha trời mẹ đất, có cái lon sữa bò là lưu truyền 90.000 năm nay. Đảng Cộng sản họ không có muốn mình biết cha biết mẹ, chỉ biết đảng thôi á, thì họ từ từ họ làm luôn mà, là chuyện của họ. Nhưng mà thời nay có sự ngồi đây, thời của Phật Thánh Tiên tại thế để mà lo cho nước Việt, thì sư phụ phải làm khác, phải nói lên sự thật. Thì mỗi lần cúng kinh hồi xưa sư phụ lấy nguyên cuốn kinh cũ bỏ vô đạo Phật, hiện bây giờ là Xí Đòi. Phật Thích Ca nói á, lúc mà thời mạo pháp Ma Dương mặc áo vàng cạo tóc để mà làm phá nát cái đạo của nhà ngươi đó, nghe Cù Đàm thì Phật khóc, Phật rơi lệ đó. Thì hôm nay đạo Phật Xí Đòi con thấy không, hồi xưa Phật đi khất thực để mà tạo phước cho chúng sanh, hôm nay mấy ổng có ngày cứ lập từ thiện này từ thiện nọ để mà lấy tiền người ta đi cho ra không à, chùa nào cũng bự cũng giàu hết. Xí Đòi còn không ông nào mà đọc Lăng Nghiêm hết trơn á, để máy con, tại mấy ông phạm giới ông đâu đó đọc Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là thần lực rất là màu nhiệm, thế giới này những vị thầy tu mà chân chính họ thấy mấy đứa con họ thiên mà đọc Lăng Nghiêm họ rất là kính nể đó. Không phải ai muốn đọc Lăng Nghiêm mà đọc đâu. Người nào mà thân thể mà không có thanh tịnh mà trượt nhiều quá, con mà đọc Lăng Nghiêm lúc đầu mấy tuần đầu á, con khó chịu lắm, bực bội lắm, gặp ai con cũng muốn cắn hết trơn á. Đó là vì mấy ông thần á, mấy ông ơi, bản thân có vô không ăn chay, còn gần với vợ rồi gần với chồng rồi còn đang có kỳ nữa mà đọc Lăng Nghiêm á, ông quật cho con mệt á. Nhưng mà khi mình qua cái đó rồi mình mới biết, mỗi một ngày á mà con mà không đọc con bị nghiền á, mà ai mà đọc Lăng Nghiêm trên thế giới này á sẽ không bao giờ bị người ta gạt, lúc nào ý chí cũng mạnh hết. Tại vì cái ý chí mình mà xìu xuống là bảo đảm cái nhà băng mình bị vơi vần đó. Vì đại vũ á, lúc mà sư phụ lập Kinh Địa Mẫu, sư phụ để bàn thờ, cái mỗi lần mẹ về mẹ hiện trước mặt sư phụ, cái mà để cái tay lên Phật mà, Phật đọc đâu như kiểu như mình làm từng trang phải không? Để cái trang 700 cho tới trang 735 á, còn bỏ ra đi, bớt lại. Ở câu đó, số đó bớt lại. Thế này, ở thời đại văn minh á, con phải làm sao? Phải có sám hối. Cái sư phụ bỏ mới quản hồn, mới bỏ 36 sám hối vô. Tại vì sau này chúng ta đời với đạo song hành, đời đúng đời đạo đúng đạo, chúng ta rất là bận rộn. Thì từ đó sư phụ bỏ sám hối vô, con phải làm sao khoảng dưới một tiếng một thời kinh là đầy đủ hết, thì một đời này ai cầm cuốn Lăng Nghiêm sẽ được về với mẹ. Thủ nó thật. Chứ còn cà gù đọc kinh mỗi ngày, còn muốn sám hối thì phải có buổi lễ sám hối, họ bác quan trai thế này nó rùm ra. Ai đọc kinh Lăng Nghiêm ở thời nay một ngày buổi sáng bằng người đi chùa 3 tháng cho tới năm, nó hữu ích như vậy đó. Tại trong đó còn lại tới của những vị Phật quá khứ, của ngàn vị Phật quá khứ, ngàn vị Phật hiện tại, ngàn vị Phật tương lai, rồi con đại diện cho thiên đình lại dùm nữa. Trời ơi, mấy vị tiên với mấy vị Bồ Tát cảm động á, trời ơi, mấy đứa con tôi xuống trần nó ngoan quá, xuống lại dùm tôi, tại Bồ Tát trên trời cũng có lỗi với cha đúng không? À, thần cũng có lỗi, con lại dùm mấy ông thần, huống chi là ông nhạc phụ Long Dương ở dưới cũng có lỗi dưới, tại con này phải đi ăn con nhỏ cũng có lỗi, mình lại dùm cho Long Cung nữa. Trời ơi, mấy vị cảm động, mấy vị có gia hộ họ thiên chúng ta không? Gia hộ á. Cho nên cuốn kinh Thiên Tâm á hôm nay là cuốn kinh độc nhất vô nhị của cái thời đại này, mà được hội đồng chư Phật, học bạn ám, tất cả các chư Phật và mẹ đã ấn chứng cho chúng ta đọc. Cho nên không có nên thay đổi nhiều trong đó.
Một thời kinh nói như vậy là như vậy. Hồi xưa thì mấy vị nói một tí, nhưng mà mấy đứa con mới á, cho nên thưa phụ cho một tí 20 phút thôi. Chứ sau này mấy con giỏi ha, mấy con làm thịt sorry, mấy con luộc luộc chừng 45 phút à, đọc lẹ đó, luộc cũng kinh 45 phút. Ai gì nói chuyện. Làm sạch cuốn kinh bốn lần. Kinh đó là đã lược lại hết những lời đó, những lời thật. Mà quan trọng nhất kinh bên những nơi khác lấy ai làm kiểm chứng? Cho nên nhớ, lấy ai để mà ấn chứng là cuốn kinh này không có sai, làm những chuyện này không sai? Thường thường những vị tổ cũng có một chút cái ngã, họ sửa một chút, sửa một chút. Giống như giờ con đi vô chùa, họ cũng đọc Lăng Nghiêm thập chú như chúng ta đúng cái trang đúng không? Nhưng mà con vô bảo đảm con không hiểu. Còn cái này á, mẹ kêu dễ, tại mình đọc cái gì mình hiểu. Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tin, trăm ngàn muôn kiếp đổ điên đại thái. Rồi Phật quá ra ngàn bông sen, mỗi bông sen có hoàn cánh, mỗi cánh có những vị Bồ Tát đại khái. Tức là mình đọc tới đâu mình tưởng tượng liền, mình nhắm mắt cầu ở Bồ Tát trong bông sen, mỗi bông sen hiện ra ngàn cánh. Con thấy có ý nghĩa đúng không? Còn con vô mấy chùa đọc, mấy ông này đọc theo cái tiếng của bên ngày xưa đó, cũng là tiếng Việt nha, mấy con không hiểu. Cái nào màu nhiệm hơn? Nhưng mà Lăng Nghiêm á, nó là một cái combination, một cái cốt, một cái bậc mã. Mà mấy trăm cái bậc mã là tên của những vị Bồ Tát cao cấp đó. Cũng giống như ở đây con có mấy trăm người. Ok, Ngân Hồng, đại khái. Con đọc liên tục những cái tên này thì tất cả những thằng đã đúng rồi đó, không có thiếu tên nào á, không có nhảy tên nào. Thì từ đó giống như Alibaba 40 tên cướp mở ra cái kho tàng mở ra, thì kinh nó là như vậy, nó là tên của những vị Bồ Tát. Khi mình đọc đúng hết á, thì những vị ô bần ra cũng giống như cái mật khẩu gì không hiểu, nhưng mà phải đúng số, phải đọc hết, mở ra hết, mở tâm. Sau này về đạo, người Mỹ cũng vậy, họ sẽ lấy cuốn kinh Thiên Tâm này, họ sẽ dịch ra. Ở trên thế giới bên Đức cũng có, cũng người ta bắt đầu dịch cho tiếng Đức, tiếng này tiếng kia để cho loan truyền. Nó cũng là Phật thôi, tại vì cái hành tinh chúng ta là nó đã có mấy trăm nghìn năm rồi. Diabo cũng sống với ta cả triệu năm rồi, hiện bây giờ cũng đang chúng ta, họ cũng tu Phật, họ cũng thờ Phật. Cho nên tại sao những cái cổ tích mà người ta không có biết nguồn gốc vẫn thờ tượng Phật, thì thời đại chúng ta hôm nay cũng vậy. Không phải Phật Thích Ca ngài đâu có nói ngài là giáo chủ, ngài chỉ nói ngài là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Mà Phật Thích Ca cũng là một thái tử con trời. Thường những người thành Phật á, họ cũng đã từng làm vua, làm chuyển luân thánh dương nhiều lần, và cha sai mẹ bảo đi vào thế gian nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều mạng, mạng nào cũng để danh thơm truyền kỳ. Thì Phật Thích Ca cũng vậy, cho nên ngài mới thành Phật. Sư phụ cũng đã để danh thơm truyền kỳ của nhân loại rất là nhiều mạng rồi, tôi không có ngồi đây kể hết, tại vì con người bây giờ chắc nhiều quá. Chứ bây giờ tự nhiên một người trên trời rớt xuống đây cái rằm, một người dưới đất trội lên mặt nước, rồi cái tối ngày cái lạn xe vòng vòng, mới cuối cùng bây giờ mấy con có danh từ sư phụ sư mẫu về nhà ở Long Dương, mấy bà năm bà chị tại là Ngũ Long công chúa, bà là gái út của Long Dương con cưng phải không, hỏi rằng là trong nhà cho hộ là mấy đứa thiên với chị em về đi lãng giảng đầy ở nhà hào quang đầy hết, tôi đâu dám đụng tới, mỗi lần đụng không cần biết
cha với mẹ của mình hiện về, Long Vương Long Mẫu hiện về, con phải xin lỗi công chúa. Không cần biết công chúa có lỗi hay là ai lỗi, mà tánh thừa không biết rồi đó. Cái nào mà cho phụ bực lắm là ra ngoài ngoài chùa có mấy cái nhà nhỏ nhỏ ra ngồi thiền, hay là lái xe đi lên núi. Nhưng mà lúc nào bao nhiêu năm nay chùa đều nhận lỗi, nên đường nào chùa cũng thua. Tại xưa chùa xuống dưới Long Cung á, vậy quá làm bể cái Ngọc Châu Long Đình á, nên hôm nay nhân loại mới rớt xuống biển mới bị chìm á. Chứ hồi xưa cái chết của mình á, nước nó không có làm cho con người bị chết mà rớt xuống cũng giống ở trên cái miếng giả vậy, giống như cái xương sáo vậy đó. Từ đó cái bể Ngọc Châu Long Đình á, lâu lâu mấy con cũng nghe lại mấy cái lời điển của sư phụ viết 513 câu á, mấy con mới hiểu được cái cốt ý của mình, đúng không? Lúc đó dù ra cái đó, cái một đêm đó tự nhiên hàng thái tử, sorry, thái tử gốc, ở này thái tử gọi là substitute, thái tử gốc vô điển, hey, viết, chứ hổ có biết tiếng Việt gì đâu, viết cái chữ nó nhảy ra, cái mới lòi đầu bảo thức dậy. Hey, bà giỏi tiếng Việt, ở Việt Nam sư mẫu học hết lớp 12, Mỹ bà cũng xong đại học, bà giỏi tiếng Việt như hổ. Bà ngồi bà viết, tôi đọc cái gì bà viết nha, trời chữ nó nhảy quá, nếu mà không viết ra nó cứ nhảy hoài tôi ngủ mới được. Ngồi bà viết trong vòng 2 tiếng ra 513 câu. Rồi sau đó cái giọng của sư mẫu là người đọc 513 câu. Thì mấy vị kêu bỏ nó lên đi. Hồi xưa clip đầu bỏ lên là cũng 5-700 nghìn người coi rồi, cái hồ lấy xuống. Tại thời đó nó chưa đúng thời, năm 2017-18 cái buồn lấy xuống hết, dẹp hết cái sau này cái sự bỏ lên thấy người ta coi lại, giờ cũng 500-600 nghìn người coi. Thì cái câu chuyện đó là thật á. Hẹn lại kỳ sau những chuyện ly kỳ, ai muốn nghe không? Thưa còn tập 2 chuyện ly kỳ, nhưng mà bây giờ ra hơi sớm. Đến khi nào tại vì cái đó là mấy vị cho một cách gọi là đột phá ở thời này mà có những cái chuyện siêu nhiên như vậy mà là thiệt, thì làm cho con người rất là khó hiểu, rất khó tin, con có biết không? Nhưng mà mẹ nói con cứ làm, nước nhiều sẽ thấm đất. Bề trên nói vậy đó, cứ từ từ nước nhiều sẽ thấm đất. Cuốn kinh Thiên Tâm nó màu nhiệm hơn, và nó ngày thường chúng ta tu tập, tất cả các con làm gì làm, có lạc lối, có về nhà, có bao nhiêu chuyện buồn bực, gia đình stress kiểu nào, cũng phải gán đọc để cho mình chỉnh lại. Giống như mỗi ngày mấy con make up làm sao, tốn nhiêu thời gian, chải tóc làm sao, thì cuốn kinh nó rửa rọi cái linh hồn của mình, nó làm cho con mình đàng hoàng như thế đó. Mà cuốn kinh nó quan trọng hơn là make up, rửa mặt hay là đi tắm nha. Là tại vì chúng ta sẽ không có sân si với chồng con. Mỗi ngày đọc kinh mấy con vừa biết là mấy chư thiên, mấy chư Phật nãy giờ đang đứng xung quanh mình, có thể nào mình vừa đứng như vậy mình la hét hay nạt nộ con mình đâu. Từ khi nào con không đọc kinh chừng 3 ngày, lúc đó con mới, mấy chư thiên không có gần, thì điển của con á, cái hào quang nó bắt đầu nó mờ lại. Thì lúc đó khi hào quang mình mờ là tự động mình dễ bực bội lắm. Hào quang mình sáng là mình năng động lắm, mình thấy hoa gì cũng đẹp á. Còn bữa nào mà hào quang mình mờ đi mà bị trượt á, là mình nhìn thấy cái hoa là mình phải bắt ghét. Tự nhiên mùa này nó nở hoa. Nó có nè. Tâm của chúng ta nó muôn màu sắc, nó đổi. Đèn vũ trường đổi làm sao là cái tâm chúng ta nó đổi như vậy. Cuốn kinh là một để mà một cái đường đi cho mỗi ngày, hàng ngày. Cho nên sư phụ những đứa ở gần Thiên Long Sơn như hội đường thường nhắc nhở, đứa nào muốn gần sư phụ, gần bảy dòng hồ quang của sư phụ, và đồng thời có cái hỷ lạc, thì phải tẩy rửa mình trước, tức là phải đọc kinh. Còn đứa nào không đọc kinh thì cũng phải ngồi thiền. Đứa nào không ngồi thiền mà bận á,
cũng phải làm. Mình khuyên người tu, tức là mình tu, mình bận, mình lên Facebook, mình làm một cái trang, mình share ra, mình là cái tâm của mình là hướng thiện, mình mới share đúng không? Cũng là tu, thì cũng là một cái tu, thì cũng các chư vị, cái tâm của mình mà hỷ lạc về thiên tâm, mình tạo cho nhiều người vô thiên tâm để biết cha biết mẹ, tức là mình cũng là có đại công đức, thì dĩ nhiên hào quang của mình nó cũng sẽ sáng. Thế nên đứa nào gần đây sẽ biết, hỏi mấy đứa ở đây đi, trước khi gặp sư phụ đứa nào đến đấy sư phụ lụm ra cũng giống như mèo ướt không, có không? À, mồ lem mồ lú, không có trượt này cũng bế bi nọ leo cổ, rồi tối nó leo lên bụng, mẹ ơi con thương mẹ quá, cậu nó chết nào nhiều lúc cũng quên đó, mà nó cứ đeo đầy á. Vậy sư phụ là sư phụ tiễn đi hết. Rồi có những gia đình ông ngoại bà ngoại chết không có chịu bỏ đi, cứ ở vòng vòng với con mình, làm cho mấy đứa nhỏ nó không có ngủ được thì nó không có làm bài được, thì cái học của nó bị giảm lại. Sư phụ phải tới nhà năn nỉ, bác ơi bác chết rồi, người âm kẻ dương, bác còn liếng tiếc con cháu làm gì, sư phụ đi nhiều nhà sư phụ làm được. Sư phụ tin bác cười hết, vui lắm. Cho nên những người xung quanh sư phụ là được clear mấy cái đó. Chỉ tội những người tiểu bang khác, những người xa không có cái phước đó, họ cũng sẽ bị cái đó. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ có một cách duy nhất, đó là tự mấy con phải đọc kinh. Ở phương xa không có đủ phước về Thiên Long Sơn thì phải tự cầm cuốn kinh lên đọc, và đồng thời treo dấu thiên tâm ở trong nhà, để cho ông bà của mình cũng tu theo, rồi tự động ông bà mình đi. Thay vì ông bà của mình cứ đợi sư phụ tới đuổi đi không à, tại sư phụ tới là phải sợ phải đi. Thì những người có phước thì được như vậy, còn những người không có phước thì phải tự mình làm. Cũng giống như giờ con không có ở gần bệnh viện thì tự con bị đứt tay băng bó, tự con phải băng chứ sao vậy? Nó là y vậy thôi. Chứ phụ không có nói là mình không có cách, phải không? Ở Việt Nam cũng vậy. Ở những cái thành quê, vùng quê Việt Nam cũng vậy. Cũng phải tự biết cách để mình chữa bệnh, là lấy dấu thiên tâm treo trong nhà. Thời nay ai đeo dấu thiên tâm sẽ qua hết tất cả nạn. Và những củ quyền của mình, những vong linh, những bùa ngải, thiên linh cái và phơm ma thon gì đó, nó thấy dấu thiên tâm nó cũng đều kính nể, cũng sợ á. Tại vì có hội đồng chư Phật và các vị tiên trời Thiên Long Bát Bộ, dấu thiên tâm rất là màu nhiệm. Bữa hổm chư Phụ cũng không có biết cái bác gì ngồi đây, chị gì á, mấy đứa con phỏng vấn, bữa tôi ba phỏng vấn á, là dấu thiên tâm cứu người chết đi sống lại đó. Ủa bà cảm ơn, thật sự người đó tôi cũng mới gieo duyên thôi, cũng chưa biết. Không phải một người mà cái mùa Covid á, cả ngàn người á. Đó là lý do tại sao thiên tâm chúng ta có mấy chục triệu người. Là vì có tất cả các vị gia hộ theo dõi thiên tâm. Còn gần sư phụ thì dĩ nhiên những vị hộ pháp nè, đang đẩy đây nè, thần tiên nè, đều có thể. Ví dụ như con hôm nay muốn theo họ thiền, sư phụ kiệt nhận đi. Thật sự phụ không phải là nhận, mà mấy vị có cầm cuốn sổ sẵn rồi, ok tên gì, thiên thiên cộng sản không, rồi theo thì mấy vị hộ pháp sẽ ghi tên vô liền. Tại vì nói chuyện với sư phụ hôm nay, gặp sư phụ không phải là gặp một mình sư phụ, mà gặp rất là nhiều vị. Thì những người nở Mỹ, những tiểu bang khác, họ có phước hơn. Đi máy bay thật sự mình lên mình ngồi ngủ một giấc, hay là lên đó đọc chừng 50 biến đại bi thôi, nó tạo cơ hội cho mình tu nữa. Thì mình tới Thiên Long Sơn rồi đâu có khó. Còn người Việt Nam á, mà qua tới Mỹ toàn là đại gia mới đi được. Người thường sao đi qua Mỹ được. Mà qua Mỹ giờ lại tổng lãnh sự quán của Mỹ mà xin cái visa đó, còn xếp hàng có cây số á. Họ có đủ phước bằng chúng ta ngồi đây. Thiên Minh Huệ. Thiên gì? Dạ, con đến từ Houston, Texas. Đây là lần đầu tiên con tới Thiên Long Sơn. Con du học ngày xưa ở bên Thụy Sĩ từ 1969. Và con có rất nhiều bạn ở bên Pháp, bên Âu Châu á. Dạ. Tại vì con cũng là theo học chương trình Pháp sư phụ.
Rồi bây giờ con biết là sư phụ ra cái đạo này để mà giúp nước Việt Nam mình lên thịnh vượng. Bây giờ con tự hỏi là con muốn hỏi sư phụ là chúng con nên làm việc gì để mà giúp nước Việt Nam mình. Tại vì đó là phần đông những bạn con ở bên Âu Châu á đều nói 2-3 thứ tiếng không. Ở bên đó là xứ nào cũng có bạn con ở bên đó, bên Âu Châu, bên Mỹ thì tập trung ở California với lại San Francisco, chứ Washington DC. Thành ra đó con tu theo đạo Phật Nhật Bản là đọc kinh Pháp Hoa sáng chiều được 41 năm rồi. Thành ra đó là con không có sân si giống như là hồi đầu. 41 năm cũng là một năm rất là lâu. Dạ, thưa con xin hết. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cái đó là nhân tài mà người nào hiền đức sẽ phò thánh chú lập hội Lâm Hoa và bản phong thần. Thầy sư phụ cũng có biết ở ngoài kia rất là những người lỗi lạc. À, xong xong á có những trường Sĩ Quan Đà Lạt, trường Thủ Đức, những bác HO vẫn còn sống, vẫn mạnh khỏe, họ cũng đang khắp thế giới. Họ đi biểu tình này biểu tình kia cũng giống như ngọn đuốc nhỏ thôi rồi bị dập tắt. Vậy cả cuộc đời tranh đấu, cả một cái hoài bão cũng không bao giờ thực hiện được. Đó là họ chờ khi người nhân thật đi về, tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Khi sư phụ đi về, hải ngoại cũng thương, quốc nội cũng thương, cộng sản càng thương là gì, sợ chết. Và muốn ở lại để giữ chức thì sư phụ cho chức lại, người nào chánh nghĩa dân đồng ý. Tại lúc đó mình không còn cộng sản quốc gia. Còn mấy ông HO cũng vậy, cũng sẽ hết hận thù. Tại sư phụ đứng giữa, hey, mấy ông mà đánh mang đảng, mấy ông không có được đốt củi, ông quýnh tôi trước, mấy ông đốt tôi trước. Tại vì tôi là tâm linh, tôi về phục lĩnh với cha. Cha đã nói những việc xã nghiệp không có được trả thù. Hồi nãy đầu đời sư phụ có nói tâm từ bi sẽ hòa hợp dân tộc. Thì những Sĩ Quan Đà Lạt cũng bây giờ cũng 70-80, cũng đi sắp xuống mồ, mang theo những cái kiến thức đó, uổng quá. Việt Nam mình đâu có trường đó đâu. Việt Nam chỉ có trường tham nhũng, trường dựa hơi dựa thế để mà làm giàu thôi. Thế nên tại sao đầu đời vô có nói sau này bạn của con kêu họ lấy cái đơn, khi đọc được cái cương lĩnh của sư phụ của Thiên Việt, họ về mặt đời từ cái cửa phía đông, cửa phía tây là các con ngồi đây đọc kinh. Mấy ông đó cửa phía đông kêu đọc kinh khó lắm, nhưng mà kêu an bang tới thế mà ông khoái lắm. Thầy điền cái đơn vô gửi về cho sư phụ. Thì thiên đâm không được thì Thiên Việt, đúng không? Cho nên không ai mất phần não chứ. Gán vô Thiên Việt đi. Thiên Việt sắp ra đời. Thiên Tâm năm 2017, tháng 3 ngày 16, cha ban lệnh xuống cho hội lập gia đạo Thiên Tâm. Hôm nay Thiên Việt sắp sửa ra đời để mà thu hút tất cả nhân tài thế giới, những người có chắc hẳn với con rồng cháu tiên, với nước Việt, để mà một đời người sống có ý nghĩa, không có bị mất đi. Những người tài ba sống dập dùi, rồi làm cũng không có đúng nghề của mình, rồi chết vất vưởng thành con cô hồn các đảng. Tại vì khi mà có hoài bão mình không thành á, cận tử nghiệp, khi mình chết á, mình không có kem, con biết không? Tôi có tài, tôi yêu nước, mà tôi sống vào thời này tôi không có làm được gì hết. Không có phải, sẽ làm được, sẽ có cách. Dạ sư thư phụ, con là Thiên Trang ạ. Dạ, Việt Nam mình có tên là Việt Nam, nhưng mà cứ khổ hoài. Thì con nghe đâu được trên YouTube một người nói Việt Nam, mà người Nam mình đó, đọc chữ Việt không được, đọc thành chữ Việt.
Nam thành cái khổ của dân mình nó cứ khổ hoài, cũng dính dáng ở cái tên, con không có biết có đúng không. Vì vậy á, lúc mà sư phụ play thiên việt á, thì con cũng bâng khuâng, con cũng suy nghĩ, con muốn hỏi sư phụ, nếu mà thiên việt rồi sau này là thành thiên diệt thì mình có sao không sư phụ? Chẳng nghĩa nó có lạc việt, âu việt, mân việt, mình tới 100 dòng giống của lạc việt. Con nghe là mấy clip cũ sư phụ đi. Người Việt là người Việt, người Việt là ngày xưa là ở từ sông Dương Tử về phân nửa nước Tàu bây giờ đó. Thì bị người Hoa Hạ họ lớn chiếm. Người Hồng Kông cũng là người Việt, người Tiều Châu cũng là người Việt, người Miên cũng là người Việt, người Mã Lai cũng người Việt, Indo cũng người Việt, cả Đài Loan và cả Philippines cũng người Việt. Nên nhớ, sau này sư phụ sẽ thành lập một cái liên bang để mà thống nhất lại tất cả các con của mẹ lại. Đó là lệnh của sư phụ. Cho nên thiên là trời, việt là con của vua thần năm, con rồng cháu tiên. Ngày xưa là ông Ngô Cơ làm sao, con nên học lại lịch sử. Còn cái danh từ bây giờ á, là do những đứa nhỏ hôm nay, do ông Bùi Hiền vuông vuông tròn tròn. Cho nên việt vẫn là việt, nhưng mỗi một quốc gia mà có một cái chân mệnh thiên tử á, thì được những cái về những cái tiên trời mà thông minh sáng suốt đầu thai vô nước đó. Họ cũng muốn đầu thai vô nước Việt để mà họ tạo đức, để họ về trời đó họ được lãnh chức ở trên trời như chúng ta nha, cũng lên lương lên chức. Họ cũng mong xuống nước Việt, chứ họ lúc đó họ cũng không mong đầu thai làm người Mỹ. Lỡ đầu thai làm Mỹ đen thì sao, có ngày đi quậy phá hoài sao đâu được. Cho nên người Việt là phải rất là hãnh viện diện trong lúc này, vì có sư phụ, có cha, có đức thầy đang đầu thai vào nước Việt. Cái thế hệ 18 tới 45 á, phải rất là thương sư phụ mới là đúng, thay vì đi ngược lại xỉa xói. Sư phụ không bao giờ giận họ, nhưng mà sư phụ tranh đấu cho họ. Sư phụ mang lệnh trời để mà xuống, để mà lo, vì họ là người trong tương lai. Chúng ta 10 năm ra 20 năm chúng ta là người thượng cổ á, nhưng mà họ không có hiểu. Cũng giống như bây giờ con đi vô trong một cái chuồng bò, con lo săn sóc đó, mà nó có ủi đã cắn con á. Thế nên cái chữ Việt thì phải là V-I-E-T, không bao giờ thay đổi. Còn thiên là con trời, con trời khai thiên, thì cái đảng nó sẽ tên như vậy. Thì những ai mà có lòng trắc ẩn với nước non á thì nên nhớ, dù nói là làm, dù không phải nói đùa. Xưa giờ chúng ta nó bâng vơ rồi đúng không? Xưa giờ chúng ta đặt nền móng rồi đúng không? Chứ chưa xây nhà lầu. Bây giờ năm rồng thì chúng ta phải gì rồng cái câu gì, đứa nào đọc câu rồng vương bút gì đó đọc đi. Rồi bước đón chào thiên tử. Hả? Không đọc lớn lên coi. Rồng vương vuốt đón chào thiên tử, dừng lại đời chúa ngự Nam Bang. Rồng vương vuốt, vương tức là vương lên không? Vuốt là nanh vuốt không? Đón chào thiên tử, dừng lại đời Chúa ngự Nam Bang, tức là lời của Đức Thầy nói. Năm nay năm con rồng. Sư phụ là hồi xưa có một cái vị đánh cho cái bài nè, là đố ai biết được thánh phạm á, tối ngày vuốt râu của rồng. Con nghĩ bài đó hả, nó đúng y chang luôn. Ngày nào sư phụ cũng ở trong phòng mà xích long bệnh thân, trời vuốt râu của ổng. Đứa nào có vô phòng cho phụ thấy không? Giống không? Y chang. Cợt đùa đủ hạng, vuốt râu của rồng. Thật sự mấy ngày cũng có chút tết mấy con. Con nói chuyện cái gì mỗi ngày mà. Rồng vương vuốt đón chào thiên tử, lập lại đời chúa ngự Nam Bang. Tại sao không nói là Bắc hay Trung mà Nam Bang? Tại sao ông Trần Trình ổng không nói là
Bảo núi thiên tử sức, mà ông nói là bảo giang. Phải coi lại nghe. Tại sao người Bắc là danh nhân, người Trung dĩ nhân, Nguyễn Nhân Thiệu, Ngô Đình Diệm, rồi Trần Khoa Nam, Đồ Đại Khái, những anh hùng của mình là miền Trung là dĩ nhân? Tại vì miền Trung chỉ có học vấn cao, chứ ruộng lúa là không có bao nhiêu, ở dưới thì eo hẹp biển, thì cho nên phải tranh đấu với bản thân. Thì cuối cùng là những nhà lãnh đạo lỗi lạc. Sau này người miền Trung giúp sư phụ rất là nhiều. Còn miền Nam, nhưng mà là công tử Bạc Liêu mà chẳng chơi đó nghe, lấy tiền đốt cái gì, lấy tiền nấu nước, tỏ ra mình giả, tức là phải có máu anh hùng phải không, nhưng mà không chơi thôi, nói là bực ha. Thầy tánh rất là hiền từ, từ bi hòa đồng, mới sanh ra thánh nhân. Cho nên ba cái đạo ra đời miền Nam: Cao Đài, Hòa Hảo, rồi tới đạo Khắc Sĩ, đều là miền Nam, để mà đón chào với hội Long Hoa. Trước khi ông Trump đi đâu thì phải có tùy tùng xuống coi cái địa điểm đó, rồi lo trước mỗi thành phố đó. Trước khi cha xuống thế gian thì cũng phải có tiền binh hậu ủng. Trước khi một cái đại đạo thiên tâm ra đời cũng phải, cũng là như vậy. Tam giáo đồng nguyên. Trên đời này ai thờ trời thờ Phật đều là đạo thiên tâm. Ai cũng kêu trời thì là con ông trời, thì phải biết thờ ông trời, phải biết cha là ai. Ai vui cũng kêu trời ơi, buồn cũng trời ơi, giận cũng trời ơi, chửi con cũng trời ơi, cái gì cũng trời ơi. Vậy tại sao không biết cha vậy? Một đảng viên được lên chức mừng quá, trời ơi, đúng không? Rồi cái một đảng viên tự nhiên đi về, cái có một người chở một xe tiền đổ nha, trời ơi tiền đâu nhiều quá, đúng không? À, còn một bà vợ của mấy ông tham nhũng, trời ơi chị sao đưa tôi ít quá, tôi không có lo giấy tờ được. Cũng kêu trời, cho nhiều cũng trời ơi, mà cho ít cũng trời ơi. Thì tại sao không biết kính nể cha đi? Cha rất là từ bi á nha. Ông trời là có thật, quá thật luôn. Nếu không thật thì quả địa cầu chúng ta không còn đứng vững ở đây, đã bị người dĩa vô tàn phá, đã giết hết diệt chủng chúng ta rồi. Chúng ta so với người dĩa vô cũng giống như đàn gà đàn vịt thôi. Họ cũng thờ cha đó. Tất cả 3.000 hành tinh, người da thằng lằn hoặc là người da bóng láng mắt bự bốn tấc gì đó, khôn kiểu nào cũng đều là con ông trời. Chỉ họ ở một cái hành tinh đó, với cái môi trường đó, với cái khí hậu họ hít thở đó, họ tạo ra cái hình thù đó, nhưng mà vẫn là một cái linh hồn. Chúng ta là từ cõi Quan Âm Thiên xuống đây nha. Chúng ta không phải là từ khỉ đầu thai như thuyết của ông Đê Bình nói. Chúng ta là có thần hồn. Thần hồn nó đi từ những cái thành tinh này sang thành tinh khác. Các con cũng từ ở những thành tinh kia rồi mới chuyển về đây. Có đứa sư phụ coi cốt từ ở Bắc Cô Lô Châu đầu thai xuống đây là Nam Thiện Bộ Châu. Có đứa ở Tây Ngô Quá Châu hôm nay trở về đây. Có đứa thì khỏi Tứ Đại Thiên Dương. Có đứa thì từ ở dưới nước ở Long Cung đi lên. Thì mỗi đứa đại tử ở đây sư phụ đều nói cốt hết, là chính xác luôn á, y chang luôn á. Cốt của con Trinh là con rùa vàng, đúng là nó phải em Phạm Nhật Dưỡng. Phạm Dưỡng cũng là kim quý. Cho nên nó rất là giỏi, nhưng mà cái vỏ rùa nó hơi dậy á con, cũng hơi lì hả. Đứa nào sư phụ biết, nó hiện ra cái cốt hết á, thiệt á. Còn đứa nào cô tiên thì cũng yếu điệu không? Rồi có những đứa là cốt rồng. Thời xưa có quả địa cầu chúng ta cai quản bởi loài rồng. Có ngày ông Long Dương, cái ngày mà nhớ bữa nào ta ở bữa mà 30 tháng 4 làm lễ trên núi, cái ngày Long Dương hiện về trước mặt cho phụ. Con có biết á, cái quả địa cầu này ngày xưa đó là cai quản bởi ta.
Cái này nhạc phụ ở dưới nước làm sao mà là cai quản mặt đất được? Mặt đất là bốn vị tướng của cha, lính của cha, tức là tứ đại thiên vương, ông Bắc, ông Nam, ông Trung, ông Bắc, ông Nam, ông Tây, ông Đông là cai quản cái đất. Ông nói không phải, ngày xưa trên mặt đất á là nước không à. Không có cây cối. Sau này á nước nó rút xuống thì lúc đó mới chia ra, chia cái cõi trái đất của chúng ta cho tứ đại thiên vương cai quản. Còn mặt nước thì Long Vương cai quản. Nhưng mà thời xa xưa nữa thì chỉ có loài rồng cai quản của quả địa cầu này. Ông Long Vương á, cái đầu ông rồng nhưng mà ông mặc áo lông bào. Nhưng mà sau này á, sư phụ nói thôi giờ nhà phụ quá thân ra thành người, tại vì giống như mấy ông rồng của sư phụ á, mấy ông là rồng lửa thiệt á. Hồi xưa lần đầu tiên mà mấy chục năm trước anh Bắc mà nhìn thấy Thích Long á, ổng quảng hồn la hét lên á, tại vì lửa khạc hà trong họng mà Thích Long mình á. Chỉ có mình Long thì một tiên nữ rất là đẹp mà trắng xóa không da trắng hết. Còn ngày Long Vương cũng vậy, sau này ngày mới cho quá ra, tại vì mấy vị mà về hiện gặp sư phụ á, từ ở trên trời bay xuống bự lắm, bự cái cây xuống, thì mấy vị cũng xét đúng cái size cỡ tầm cỡ 6 feet rưỡi 7 feet phải không, để cho dễ ngồi nói chuyện phải không. Thì mấy vị gọi là quá thân mà, thì ông Long Vương á, ông quá ra cái chân dung, cho nên về sư phụ bỏ lên mạng á, ai mà ở gần nước á, cũng nên thờ ngài rất là linh. Có nữa đệ tử Mỹ Hạnh ở Phú Quốc á, thờ ông hiện về ông nói luôn á, đã cho đệ tử con thấy luôn á, ngài rất là hiền hữu với sư phụ. Sư phụ nói chuyện với nhà phụ thường xuyên á. Có một lần ông lên ông ngồi ông kể, trời ở dưới nước mênh mông mà các con, tức là nói sư phụ với mấy đứa hài nhi á, rồi ông lên thăm gái ông, cái ngài mới nói trời Mỹ này có phước, thành phố rồi tòa nhà đồ sao mà lộng lẫy quá, có phước, ở dưới nước không có nè. Ông kể như vậy, muốn xin lại hoàng sa, muốn đi tắm biển hoàng sa, muốn lập cái miếu 100 họ hoàng sa, muốn lấy cái biển đảo 100.000 cây số vuông vòng vòng ở đó để cho dân miền Trung có sự sống, thì phải khấn ông Long Vương á, tại tất cả thuộc nước á, đảo á, là ngài cai quản á nha. Thù nó thật á, còn đất liền thì mỗi một cái nơi có những vị thần này thần nọ. Tại sao miền Bắc hôm nay có một cái lúc trước á, mấy vị nói có Hồng Thiên Sông Núi á, là hiện nguyên cái bản đồ mà hình bằng mây ngay chỗ mà lăng Ba Đình của Bác Hồ luôn á. Thì là ở Việt Nam nó qua nhiều đời vua đời chúa, cho nên những vị mà anh hùng của Việt Nam á, những miếu như miếu ông Mai Hắc Đế, miếu này miếu kia, miếu nhà Nguyễn, miếu nhà Lý, miếu nhà Trần, đủ các triều đình vua hết, thì ở ngoài Bắc á nó linh thiêng dữ lắm. Trung Cộng muốn nuốt cũng khó lắm á. Ô hồ chi sư phụ con đang ngồi đây, nó không nó nuốt của mình như là nuốt Tây Tạng rồi đó con. Bây giờ con nghĩ nước Miên còn hay mất, mất tiêu rồi. Mất từ đời nào á, cả Lào cũng vậy á. Chưa có chánh thức tuyên bố thành một cái tỉnh Phúc Kiến thôi. Việt Nam mình á bây giờ nhiều người không hiểu. Sư phụ người tâm linh, sư phụ nói chuyện như vậy trên tôi biết, thấy thân Trung Cộng, nhưng thật sự chúng ta đã đi hai con đường riêng rồi. Anh đi đường anh, em đi đường em, mạnh ai nấy đi rồi con. Từ thời ông tướng hoàng vàng lên là đường ai nấy đi rồi. Trời ơi, bữa nay sư phụ khấn dữ lắm. Tại mình làm sao mà cái nước mình bất chiến tự nhiên thành, mà không có đổ máu, mà mấy ổng ô bữa nay mặc đồ xanh dương giống người này quá không. Giờ hai ông tức Việt Cộng mà với tức Trung Cộng mà gần nhau, con biết ông nào là ông nào không? Có ai giờ tay mà biết ông nào là tướng Việt Cộng, ông nào là tướng của Trung Cộng không? Khó lắm đúng không? Thôi, có thiên tử sinh, từ từ mình hạ màn, nhưng mà mình biến chất, biến luôn cái màu áo. Chỉ cần đổi áo thôi chứ đâu khó gì đâu. Nhưng mà phải chịu nghe lời chứ bộ kìa, phải tự tin kìa. Thật sự
chứ không phải con nghĩ là một cái đứa Việt mình đổi chỗ nào. Đảo chánh hả? Lấy súng về bắn hả? Không có. Hễ mà có một người chết đó, là cha ký đầu cho phụ liền á. Đổi ám rồi con. Ok, Hụ đói bụng rồi, ai hỏi Hụ ăn cơm rồi, muốn nói nữa thì ăn xong rồi nói. Mấy con ăn cơm nha, muốn hỏi ha, coi hỏi đi. Trước tiên là em hai vợ chồng bà Sa ở Seattle, Washington. Ok. Xuống đây cũng lần đầu tiên, cũng cha mẹ để cho một cái cơ hội để về đây lên, muốn lên Thiên Long Sơn để thắp hương sáng nay lên thì nên đóng cửa, có một cái chị hướng dẫn về đây hôm nay tổ chức lễ cha mẹ ở đây. Trước tiên là cũng cảm ơn như là tất cả anh chị em họ Thiên. Thì cũng qua nhiều năm qua thì năm 2019 cũng nghe lời anh đây cũng thắp hương quay về hướng Đông Bắc là để xin là họ Thiên. Thì em đây là Thiên Thiệu, vợ là Thiên Trang. Hôm nay được cái cơ hội giờ ở xe rồi Washington xuống dạ. Hôm nay cũng lúc trước là họ gì? Hồi trước là nguyên gốc là họ Lê. Ồ, quên họ Lê đi, họ Lê sao anh tính? Họ gì? Họ Đảng hả gì? Không có họ Đảng, mình có nhiều họ Đảng đệ tử đó. Dạ. Đừng có ngại. Dạ, thật sự không phải. Họ gì cũng được nha. Dạ. Đừng có cái họ gọi là họ cứng đầu là được rồi. Dạ. À, kiểu nào mình cũng ok. Dạ, bây giờ là họ Thiên. Dạ. Cái số mấy con cho lên, đứa nào lên lên lẻ tẻ đi. Chứ bộ đọc cái gì là ai cũng biết. Hỏi mấy đứa này đứa nào không biết. Nhưng mà bánh đây mình ăn rồi, trời nắng đây chiều lên chảnh chờ. Dạ. Hỏi gì nữa tử? Dạ con là Thiên Mỹ Phương, đến từ Đà Lạt, xin kính chào cha mẹ và sư phụ. Con có một vài điều muốn thỉnh giáo sư phụ chỉ. Là những ngày mà lễ mẹ ngày 8, 18, 28 thì nếu mà con có thể cúng buổi tối được không hay là cần thiết phải cúng buổi sáng, và con có cần phải hướng về hướng Đông Bắc hay là trước hình cha mẹ? Bây giờ một người nếu mà nói như con gì quá chắc, một người một đứa nghèo nó ở cái nhà trọ ở Bình Dương chút bẻo mà nó có hướng khỉ gì đâu. Cái giường ngay đó, cái nhà bếp ngay đó, cầu tiêu ngay đó, cái giường ngay đó. Mẹ chính cái tâm con thôi, không cần giờ cũng không cần hướng không cần gì hết. Những cái tâm của con có bỏ thì giờ ở cha mẹ bao nhiêu là được rồi. Hiểu chưa? Dạ. Ừ. Mà con thời con xin ông thổ địa cho mời các vị khuất mặt vô để cùng lại mẹ với con. Cái đó có được hay là không được sư phụ? Lúc nào cũng có hết. Cứ khắn tùm lum hết. Không trúng vị này trúng vị khác. Mà có một điều Phật trời không phải chắc. Những nhà giàu nó có thể để cái đóng tượng Phật được, nhưng mà làm gì tưởng gì không cần biết. Nếu mà làm cho đúng phải để cao hơn cái ngực của mình. Nếu mà có đủ điều kiện, cũng giống như ở Thiên Long Cung, mấy con nhớ lại đi, lúc trước khi tượng cha tượng mẹ về Thiên Long Cung mình thờ không có đúng, nhưng mà lúc đó mấy vị không có nói. Sau này mình có bức tranh bức hình rồi thì mấy vị mới kêu mình làm đúng không? Chứ thật trời người ta mấy vị là cái computer của mấy vị hơn mình gấp triệu lần đó con. Mấy vị biết hết trơn á, lúc nào mình phải làm cái gì làm cái gì. Thì khi mình thờ mình miễn làm sao trên cái ngực, và nếu mà đủ điều kiện nhà lớn nè, và cái tầm nhìn của mình á, vị nào cũng thấy mặt là được, đừng có vị nào phía trước phía sau. Cũng giống như ở trên nhà bữa trúc của sư phụ, hồi xưa sư phụ đâu chỉ có hai vị mà theo hộ pháp sư phụ dạy đạo sư phụ đó, hòa thượng Đế Công với tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, thì có hai cái tượng ở trong đó. Nhưng mà cái sư phụ chính mà dạy cho chúng ta đạo Thiên Tâm á là Đức Quỳnh Phú Sổ, mà trong đó sư phụ là không có bàn thờ, cũng chẳng có hình nữa. Đứa nào có thì sư phụ xin cái hình để bắt đầu sư phụ để trọng, tại ngày hay dạy sư phụ. Ngày hôm qua lễ cuối năm từ bữa giờ Tết sư phụ cũng bận, cái sư phụ chỉ lấy cái ghế thôi để dĩa khoai, để cũng không có cái ly nào nó nhang nữa, để lấy mấy hộp chuỗi nào cái cắm nhang đại rồi với gói nước trà vậy đó. Mà đức thầy về, đức thầy lấy gỗ hai ngồi ăn mặc bộ ba trắng. Cái đó cũng là cái tâm thành. Cái ghế đâu phải là cái bàn thờ đâu, nhưng mà đức thầy biết chứ bộ.
Còn ở trên kia, nếu ai mà coi clip ấy, thấy được cái trưng bày của Hữu ở trong cái nhà bữa chúc, trời Phật không có chấp con, cái lòng thành con tưởng nhớ mấy ngày bao lâu, tâm của con bền gan bền trí được bao lâu, có đứa thì đọc kinh được 3 tháng rồi sao mấy tôi không thấy Phật, không thấy mẹ, không thấy gì hết, tôi chán tôi bỏ, tìm đọc gì. Không phải không thấy, là mình bị chấp lên rồi mình lại bỏ cha bỏ mẹ. Tất cả các hồi thiên trên thế giới có thể chấp sư phụ, ồ sư phụ là thiên tử rồi xuống trần dạy đạo, chứ còn cha giống người đời, tôi không tin sư phụ nữa. Đó là do con chấp, còn sư phụ phải tùy theo hứng, tùy theo ứng xử theo cái môi trường đó. Giờ bác lớn tuổi Việt Nam không thích sư phụ ca, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó lì lợm, nó không thích nghe sư phụ nóng, đường nào cũng vậy. Nhưng mà nhiều khi á, nó nghe ông nội này ca dở quá, cái nó ngồi nghiên cứu, thì từ đó nó nghe được cái điển thanh của sư phụ, cái nó theo đạo mình. Được cái này mất cái kia, cộng lại giống như mấy đệ tử bữa nay, bữa hổm, hôm qua hôm kia, từng rồi Tết ở đây ca, thì sư phụ cũng phải rất vui, mỗi lần sư phụ lên là thấy môi trường nó khác đúng không, năng động lên nữa, thì sư phụ cũng phải gán vui. Chứ giờ ở cái thế của sư phụ kiểu nào cũng bị nói, chỉ có cái kiểu là cái tâm sư phụ biết cái chuyện, mỗi một lời của sư phụ nói, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ đều có lợi lạc cho một cái tầng lớp nào đó thôi, lớp nhỏ hay lớp trung lưu, lớp kiến cận hay là lớp mã tấu hay là lớp cờ gù rồi gật, miễn sao là cuối cùng rồi chiếc thuyền bát nhã của sư phụ và đức thầy nó đầy là sư phụ thành công. Còn sư phụ làm kiểu nào mấy con đừng có chắc, mấy con có bỏ sư phụ bỏ đi lục cái sư phụ 3 ngày sư phụ cũng không bao giờ giận. Giống như mấy hạnh heo xanh, sư phụ cũng kêu nó về núi 3 ngày, sư phụ la để cho con sửa lỗi thôi. Đã là đại tử thiên tấn kiệt, sư phụ nhất định đem mấy con về trời kỳ này, không có bỏ lại đứa nào. Cho nên con cứ thoải mái, ok cho sư phụ ăn cơm chút nha. Sư phụ muốn sư phụ nói nữa sư phụ nói nữa.